Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì giờ này cũng khuya mọi người, nhưng mà mình không có buồn ngủ. Vợ mình thì nó ngủ mất tiêu rồi, thứ gì đâu á, ngủ không để chồng hết trơn á mọi người. Thì bữa hổm á mọi người, mình nhớ lại là bữa hổm là sao, bữa hổm đó là nửa đêm nửa hôm kêu mình thức dậy đi làm mọi người. Thì ok, hôm nay mình sẽ phục thù nha mọi người. Tới bây giờ mình vẫn còn cay mọi người, mình phải phục thù cái màn tròn đó của bả. Ok mọi người, thì giờ này mọi người thấy tôi hơi đen không? Đen thật sự đúng không? Tại vì đi dân nắng không à mọi người, đi giao hến ngoài nắng á, tuy là đội nón lá nhưng mà nó vẫn đen mọi người ơi. Kiểu như cái hơi nắng hay sao á, tôi cũng không biết, nhưng mà giờ này nó đen quá, tàn phai nhan sắc quá mọi người. Thôi không cho nó nhiều nữa, thì bây giờ mình sẽ đi vô và bắt đầu kế hoạch trả thù của mình thôi mọi người. Ok, vô. Ok mọi người, thì hiện tại bây giờ là 10 giờ 46 nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu màn tròn của mình thôi mọi người ơi. Ok, vô. Con tôi nó ngủ ở trong đó kìa mọi người. Cho con ngủ riêng dễ làm ăn mọi người ơi. Nhưng mà hôm nay không có làm gì nha, hôm nay tôi sẽ cho anh bả bỏ cái tội ngủ sớm, bỏ tôi. Ok, đợi mình nha mọi người. Em ơi, em. Trời ơi, giật mình lắm chứ. Em. Cái gì? Thôi gì? Thôi gì? Em. Giờ này có làm gì nữa luôn. Có làm gì đâu, trời ơi. Thì em ngủ, ngủ anh làm gì anh làm chứ, cần kêu em thức đâu. Anh làm gì em cũng có hay đâu, ngủ như xác chết vậy. Em. Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Ngủ chưa? Ngủ chưa? Em ngủ chưa vậy? Em bị điên hả? Hả? Ê, dạ, dạ. Mệt. Sao em trả lời anh? Em. Em ơi, em ngủ chưa? Ngủ. Ngủ chưa? Sao anh hỏi ngủ chưa mà không trả lời? Em ơi, hồi nãy giờ ngủ không thấy gì hỏi. Thì anh chỉ kêu em để anh xác định thử coi em có ngủ chưa. Ngủ mà chi vậy? Thì anh coi em ngủ chưa mà. Ngủ chưa? Anh cứ làm chớ giới hoài luôn anh. Em ngủ chưa? Dội em nhiên cái kêu, dội em nhiên cái kêu làm chi? Ngủ chưa? Đang ngủ. Vậy ngủ đi. Ngủ đi. Cái mình nó trời. Em đi ngủ thì đi đâu nữa vậy? Thì anh hỏi ngủ chưa? Ngủ rồi thôi. Ok mọi người nha, thì bây giờ là hiện tại bây giờ là 23 giờ 42 nha. Thì mình nãy giờ mình ở ngoài này mình thức, mình để cho tới khuya xong rồi mình đi vô kêu nữa nha mọi người. Ok, bây giờ mình chuẩn bị vô nha. Ngủ chưa? Đang ngủ.
Cái này. Anh ngủ nha. Anh ngủ mà, thì anh nói với em là anh ngủ. Chừng nào không làm gì thì kêu, cũng không làm gì thì thôi kêu chứ vậy. Hả? Chứ. Thì anh muốn nói với em là anh ngủ, chuẩn bị ngủ nè. Em. Anh ngủ nha. Anh ngủ đó. Cái gì cái vậy? Anh nói với em là anh ngủ, nghe không? Hả? Em à. Em. Anh ngủ nha. Ngủ thì nói cái chi vậy? Mệt quá trời đấy. Thì anh ngủ, anh nói cho em hay. Chứ để muốn làm cái gì thì làm đấy. Chứ đợi hôm bữa em nói anh thức rồi tới khuya anh chịu ngủ. Anh ngủ nha. Em. Ngủ nha. Đúng rồi. Anh ngủ á. Gói đâu rồi, trả gói thế. Trả gói anh. Em ơi. Anh lạnh quá à. Anh lạnh á. Nực của em ơi. Em ơi, anh nực. Anh nực em ơi. Anh nực. Nực quá. Em ơi. Mời anh nực quá. Anh nực. Anh nực quá trời luôn á. Bây giờ vô tắm ngủ luôn đi. Anh ngủ nha. Ngủ thiệt á. Ngủ á. 2 hours later. Ok mọi người nha. Hiện tại bây giờ là 0:37 nha mọi người. Thứ 6 ngày 30 tháng 4. Thì thức tới giờ này rồi, phải chơi cho tới mọi người. Ok. Tỉnh chưa? Em thấy gì chưa? 12 giờ rồi, khuya rồi đó, em ngủ đi. 12 giờ rồi, khuya. Rồi mắc gì không ngủ đi, rồi sáng đi làm mà làm gì thức tới giờ này dữ vậy? Ba
không được, để đang ngủ với trời. Anh chỉ nói với em là khuya rồi, anh kêu em ngủ đi. Thì em biết. Anh có lòng tốt thôi, làm gì đến em giữ rồi hả? Ngủ mà em hả? Em ơi. Em. Qua 12 giờ rồi, lễ rồi, 30 tháng 4 rồi đó. Ngủ đi, sáng mình đi ăn nha. Khuya rồi, ngủ đi. Khuya rồi. Khuya rồi, ngủ đi nhi. Cưng cưng cưng. Anh đi ngủ rồi đó. Mẹ em ngủ chưa? Khuya rồi, ngủ đi. Tắt tối ngủ không có được. Đừng tắt tối anh sợ ma. Quý ơi, ngủ đi nha. Ôi trời ơi, là trời. Cái gì vậy? Không đánh không được hả? Đi rộng ngủ với con đi. Đi đi. Anh sao đuổi đi vậy? Nghe rồi Ngọc quen đi. Ngủ đi, sáng đi làm nha. Anh ngủ đi nè. Em. Anh ngủ đi nha. Mặt tay vô mặt vô đúng không? Two hours later. Em ơi, em quên chúc em ngủ ngon á, chúc em ngủ nhây nha. Trời đánh anh. Rồi bây giờ ngủ được chưa? Ủa, anh chúc em ngủ ngon. Rồi còn cái gì muốn nói thì nói mẹ luôn đi. Chúc em ngủ ngon cũng đánh anh nữa. Rồi nói gì nữa không? Nghĩ rồi. Tắt đèn ngủ. Thank you.
Mày. Anh nằm ở trong kìa, anh nằm ở ngoài. Cái thằng đâu rồi? Biết đâu, có nói cái thằng đâu. Nằm ở trong. Dễ điên thật chứ. Ôi, anh muốn để đèn mà. Tắt đèn con nó là đó. Sẽ có những lúc thế thì ta buồn. Nghe hả? Nằm xuống ngủ. Ngủ nè. Nằm xuống. Đã dọc trứng rồi. Nằm xuống. Dọc trứng rồi. Để cái thảo ra đó. Nè lên. Đã dọc trứng rồi. Muốt thì một cái. Nhậu nhậu nhậu. Ok mọi người, nó đánh đau quá, con đá xíu dập trứng luôn à. Tới giờ còn đau luôn á mọi người, trời là trời thốn. Ok mọi người, thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Giờ này cũng gần 1 giờ thôi, tôi đi ngủ, sáng tôi còn đi làm nữa. Trời thức tới giờ này con mắt nó mở hết lên đúng không mọi người. Ok mọi người, thì mọi người xem thấy hay nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nha, bye bye.